chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ cắt và may áo đầm cổ yếm bây nha giờ cả cái nhà. Này là Nhi đã trải trên giải rồi nè cả nhà. Nhi đã trải gập lên giải rồi đó. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành Nhi cắt nha. Giờ Nhi đã trải giải im hết rồi. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành Nhi cắt nha. Nhi cắt từ cổ qua vai. Qua vai xong rồi Nhi cắt qua nách. Nách xong rồi qua sườn. Đây là các chi tiết trên cái áo đầm này Nhi đã cắt xong hết rồi nè. Đó. Ở dưới là bốn miếng tam giác, là hai cái miếng sau, hai cái miếng trước và cái tam giác để mai cái nẹp cổ ha, thân trước thân sau đó. Đây là thân sau nha, thân sau cả nhà cũng thấy cắt gọc ra luôn nha cả nhà. Đó, cắt gọc qua luôn, cắt gọc từ cái miếng be này xuống đây khoảng 5 phân, chừa lại đừng cắt hết nha. Nó cắt giống như cái thân trước vậy nè, đặng hồi mình mai cái tam giác vô cả nhà. Còn ở đây là cái đó, đây là cái đôi trên nè. Cái đôi trên thì ngay chân chỗ cái ship ly này là cả nhà phải làm dấu luôn nha. Đó, như làm dấu rồi đó, làm dấu ngay chân cái đầu bên này nè. Đặng các bạn có cắt á thì các bạn cắt nhớ là hai bên cái tâm này á là các bạn cắt bằng gập nha. Còn hai bên sườn là các bạn phải chịu hao một phân đường mai nha. Hai bên đều hết. Đó. Còn cái dài tam giác đó là cả nhà cắt là dài cái sợi dây tam giác để mình mai trên cái cổ mình thắt nơ á là cái chiều dài của nó là 180 nha. Nhập đôi đó là hướng dẫn cho cả nhà mình ship ly nha. Đây cái dấu phấn này, cái phấn này sẽ nhập lại bằng nhau nha. Mình sẽ ship ly. Đây Nhi đã ship ly xong rồi, đây cả nhà thấy không, đây là cái cổ nè. Sau khi được xong rồi thì Nhi đem giác sổ nè cả nhà. Đó, giác sổ cái nách nha, giác sổ nách trước nách sau luôn. Rồi sau đó Nhi sẽ đem mai vô là 5 ly đó, mai ớt vô 5 ly nha. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành Nhi mai nha. Bây giờ Nhi sẽ giác hết là 4 miếng tam giác này nha. Đó, giác dầm hết luôn và luôn cả cái miếng chèn luôn, miếng chèn cũng dắt hết là bốn cạnh luôn nha cả nhà. Đó, bây giờ cái nách Nhi đã dặn ly rồi nè, thấy không? Đó, dặn ly 5 ly đẹp ghê không? Bây giờ Nhi xách dắt sổ sườn nha. Đó, bây giờ Nhi sẽ dắt sổ sườn từ sườn mà vòng qua cái đường eo luôn nha, và luôn cả cái thân sau luôn, thân sau Nhi cũng dắt luôn đó. Như đường xẻ Nhi cũng dắt luôn nha, đường xẻ cũng dắt luôn và đường sườn cũng dắt luôn. Dắt đường xẻ trước nha cả nhà. Khi dắt đường xẻ xong rồi tới cái cua này nè, cái cua của ngã ba này nè, cái nhà dắt vòng qua luôn nha. Nó dắt vòng qua luôn, bình thường, dắt bình thường. Đây ngay cái cua nè, thấy không cả nhà, dắt sổ bình thường luôn nha, dắt vòng qua luôn. Đó, để hồi mình mai. Đây là toàn bộ các chi tiết như đã dắt sổ hết rồi đây. Đó, đây cũng dắt sổ vào hết trơn. Bây giờ Nhi sẽ đắp chèn vô nha các bạn. Đó, bây giờ Nhi sẽ lấy cái chèn. Đó, Nhi sẽ để vô cái thân. Nhi gắp từ lai gắp dài lên nha. Nhi sẽ lấy cái bề phải của cái chèn và cái bề phải của cái thân, Nhi sẽ nhập lại, Nhi sẽ gắp dài lên. Đó, dài lên trên cái điểm của cái chốt nhỏ tới cái điểm ngã ba này thì cả nhà nhớ dẹt cái nẹp này ra nha. Các bạn đừng úp vô nha, nhớ dẹt ra. Rồi cả nhà đi ngay cho cái góc này cho nó đẹp nha. Cái góc này nó có hơi có cái độ góc cong chút xíu rồi cả nhà thấy không? Hơi có cong chút xíu. Đây là toàn bộ chi tiết Nhi đã gắp vô rồi, Nhi đã ủi xong rồi đó cả nhà. À, cái này là thân trước nè, bên kia là thân sau nè. Bây giờ Nhi bắt đầu Nhi gắp, Nhi kéo vô với cổ vô cái là xong thành phẩm. Từ cái sườn thân trước và cái sườn thân sau về phải, được phải nhập lại, Nhi sẽ gắp đều một phong nha. Giờ Nhi sẽ gắp đều một phong. Giờ Nhi sẽ tra dây kéo vô nha. Đó, dây kéo thì lấy từ trên nách. Đây dòng nách nè. Đó này Nhi đổi ý kiến nè, Nhi sẽ gắn bên nách nó đẹp hơn, là từ trên nách lấy xuống dưới cái điểm này có dấu phấn là 22 cm. Đặng mà hồi mình gắn dây kéo vô nè. Đó, 22 cm nha. Mình gắn dây kéo vô. Rồi từ 22 cm này mình sẽ mai lại mũi dài xuống cái sườn luôn nha. Đây, Nhi đã mai lại mũi rồi nè, cả nhà thấy không? Đó, bây giờ là Nhi sẽ gắn dây kéo vô. Đây, Nhi đã mai dây kéo vô rồi đây. Đó, thấy không? Mai dây kéo Nhi đổi chân dịch này là chân dịch một lê một giò á, mai rất là đẹp mắt, rất là thấy không các bạn, rất là sát luôn. Đó, bây giờ Nhi sẽ lộn ra. Đây Nhi kéo dây kéo ra rồi nè, đó, rất là đẹp luôn, thẳng răng luôn, phía bên mắt. Đó, thì giờ Nhi sẽ hướng dẫn các bạn mai cái sợi dây nha. Sợi dây này nè là dài nhập đôi lại là nối mắt. Đó, thì giờ Nhi sẽ hướng dẫn các bạn mai cái sợi dây nha. Sợi dây này nè là dài nhập đôi lại là nối đường ngay giữa. Thì ngay giữa xong rồi thì cái nhà trải ra là từ cái miếng ngay giữa này nha. Cả nhà sẽ lấy tới đây là 21 rưỡi.
21 rưỡi thì cả nhà sẽ may từ cái mí này lại mũi, may dài xuống cái đuôi luôn nha, may dài xuống cái đuôi dây đó, rồi xong rồi cả nhà sẽ lộn ra vậy nha, lộn ra rồi xong rồi dàn một ly vậy nè đó, mà hai bên giống vậy. Rồi xong rồi từ cái ngay giữa này cả nhà sẽ lấy từ cái mí ngay giữa này đi qua đây là 3 rưỡi, 3 xăng rưỡi, rồi bên đây cũng 3 xăng rưỡi, là tổng thể là 7 xăng nha. Thì 7 xăng xong, trong hai cái dấu 7 xăng cả nhà sẽ sang dấu qua đây, sang dấu qua đây thì cả nhà sẽ lộn ngược lại đó, lộn ngược lại về cả nhà sẽ may đều từ cái mí một đầu này lại đây là lợi mũi, là mũi hai đầu, cả nhà sẽ lộn ra nha đó. Lộn ra xong rồi như sẽ chỉ cho cả nhà vô trong cái cổ áo. Khi may xong rồi thì dùng kéo mình sẽ bấm sát ngay chân góc xéo này một cái nha, đặng khi mình lộn ra vậy nè đó, cái góc này mình sẽ kéo ra luôn được vuông góc nha đó, vuông góc đây à đó. Khi lộn ra xong rồi thì đem là dằn một ly đó, đây dằn một ly giống vậy. Rồi sau đó thì gắn cái sợi dây phía bên cái dây kéo, và từ cái đường nối này nè, cái đường mà để mình cột cái nơ á, là phía bên đường dây kéo, thì từ cái mí của cái dấu này mình đã bấm rồi đây, thì bằng cái cổ trước cổ sau thì qua đây cổ cổ sau luôn đó, bằng nhau gấp vòng qua, rồi kế tiếp tới bên đây là cổ trước, thì tới cái cổ trước thì cũng vậy luôn, cổ trước thì cũng từ cái mí bấm này mình cũng để đây bằng mí dai. Khi bằng mí dai cũng vòng qua đấy mấy cái dấu bấm này, khi vòng qua đây bằng cái cổ trước nha. Bây giờ Nhi sẽ gáp nha. Đây Nhi đã may xong rồi đây đó, cái nách và cái dấu cổ sẽ bằng nhau, bên đây cũng vậy luôn. Bây giờ Nhi sẽ đem dắt sổ cho cổ trước và cổ sau nha. Dắt sổ rồi nè đó, bây giờ Nhi sẽ lặt lên nha, lặt cái thành phẩm rồi đây cả nhà ơi. Đó, nhìn cả nhà nhìn này rất là đẹp luôn á, thấy không cả nhà? Nhi quay tổng quan cho cả nhà xem chiếc áo đầm đó. Đây cả nhà nhìn này, với cái tùng, với cái lai váy nè, rất là đẹp không? Nó có xích con vậy cả nhà. Còn ở trên đây có điểm nhấn nè, có cái may ngang eo nè, ở trên cổ nè, đó cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn. Cái form áo này á, là người từ 40 cho tới 50kg mặc vừa nha cả nhà. Rất là đẹp. Đây phía bên đây nè, rồi Nhi may dây kéo phía này, dây kéo sườn nè cả nhà. Đẹp ghê không? Thẳng găng luôn á, sắc gạt luôn á. Đó. Còn ở trên đây cái nơ nè. Cái nơ nè, ôi ôi rất là đẹp luôn. Ở đây là cái ly. Cái ly này thì rộng chạc thoải mái vô tư. Sau khi Nhi đã gáp xong rồi nè đó, Nhi đã ủi rồi nè. Rồi lai là Nhi cũng may rồi luôn. Đó, lai là Nhi may 8 ly, may dít chắc luôn. Đó, dít chắc luôn. Đây, bây giờ Nhi sẽ cho cái nhà coi này phía sau nha. Đó, cái này phía sau nè, đó, cái lai nè. Nhà thấy không? Đó, còn đây là phía trước nha. Phía trước, đây là cổ trước nè. Đó, cổ trước đây dài qua đây, đó. Thấy không cái nhà? Đó, đẹp lắm luôn. Cái này là cái dây nha, cái dây để mình thắt nơ phía bên cái vai á, để Nhi mặc thử cho cả nhà xem nha. Đẹp lắm luôn, nhìn cổ áo rồi cả nhà. Nhi đã mặc rồi, cả nhà xem rồi cả nhà, thấy đẹp không? Đó, rất là đẹp luôn. Nè, thấy không? Đó, phía sau nè. Cái kiểu áo là cổ áo rồi cả nhà, nhìn nè cả nhà. Đó, ôm vô cái dòng nách của mình, ôm vô ngực mình. Đó, thấy không? Ở đây là có cái nơ nè, cái nơ Nhi làm nãy nè. Đó, thấy không? Rất là thùy mị luôn, cái màu tím rất là ngọt, thấy không cả nhà? Đó, phía sau nè, Nhi đi theo xa xíu cho cả nhà xem nè, đó, thấy không? Rất là đẹp, thấy không cả nhà? Thấy không? Cả nhà nhìn cái cổ này thấy không? Đó, rất là ôm vô cái thân người mình ha. Ở trước này có hai cái ly nè. Đây, Nhi đến từ xa cho cả nhà xem toàn bộ nguyên cái quấy luôn nè, đó. Cái này cả nhà phối dày vừa thôi, đừng cao quá nha. Trời ơi, rất là đẹp. Đó không cả nhà, cả nhà nhìn từ xa là thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó. Cái kiểu này là mặc rất là sang, khi các bạn phối đi đám tiệc đồ rất là sang luôn. Cả nhà. Đó. Đó. Rất là đẹp luôn á.